Mến chào quý cô bác anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Chương trình của chú chó Đồng Hải thì toàn bộ khu vực phía bên dưới đồi dốc dựng đứng này thì đã làm xong hết rồi. Hôm nay sẽ tiến hành tiếp tục làm cái khu vực ở trên này. Mọi người ạ, bây giờ thì mới đang có cái đội vận tải thôi, chứ còn cái nhân công đổ đường thì vẫn chưa tập trung được. Chắc là hôm nay cũng tập trung được ít rồi. Ê chú bảo này, có khi là cháu ở đây cùng tập trung với chú để sửa lại cái đoạn đường này nữa thôi. Còn có mấy bao xi măng nữa thì hai người chở là được rồi. Chú đâu? Đấy, hiện giờ thì còn đang đợi để tập trung. Thì Ngọc Thủy đang lại làm cái món làm cái củ sâm. Đấy. Làm sâm rừng. Đấy, sâm này là sâm đặc biệt đấy. Chứ không phải là luộc nhá, hôm nay sẽ là làm. Nhưng mà thôi ra đưa cầm dao đi thì bởi vì Ngọc Thủy thì vẫn chưa giỏi lắm về cái môn phái này. Cái này thì đáng lẽ phải để cả thằng to chặt thì nó dễ hơn, nhưng mà thôi được rồi, cái ống to mà bỏ vừa cái ống là được. Quan trọng là nó chín được hay không. Đấy, chín nhỉ. Mọi người nhìn khẩu súng đại thần công này. Có được nửa ống đấy không? Thằng Tú đâu con? Tú á? Ừ. Không biết nó đâu á? Nó không lên. Nó à? Có lên chưa? Chắc không lên. Cái thằng chán nhỉ. Nó cứ bắt chước cái thằng kia mà. Bắt chước cái thằng phù điện thoại mà. Thế thì sao anh không cho dùng này nó xuống nó chở đi cho xong đi rồi lên tập trung nào? Sửa đường nó cần phải đông đâu. Còn cái chở kia thì còn có 3, 8 bao hay 7 bao nữa thì mỗi xe chở... Ô, đây rồi. Đấy, đấy chứ. Không ổn, to quá. Không hết, đáng lẽ. Còn có 2, 3 miếng mà. Nhưng mà không nút được. Quan thôi bỏ là... lại. Không. Đó. Đấy. Bây giờ thì khổ đại thành công đã hoàn thành. Em chỉ sợ anh làm như thế này nó lại không chín. 18 năm làm cái củ này rồi. Cái lá đấy là lá gì đây? Cái này thuốc đấy. Thuốc gì? Thuốc đau dạ dày. Cái quả cái này chữa đau dạ dày tốt cực kỳ luôn. Đang đau mức độ nào anh chỉ cần lấy mấy cái hạt của nó, cái quả trên cây đang có cái hạt đấy. Đây nó thuộc dạng họ là sa nhân mà. Nó là cây sẹ. Này không được phép nút kỹ quá đâu nhé, nút kỹ quá là nút kỹ nó phụt phát rồi không còn gì mà ăn nữa. Đấy có cái khẩu đại bác thần công. Thế bây giờ Ngọc Thủy là đảm nhiệm cái vụ là hậu cần à? Còn mình sẽ đi cuốc đường ở đoạn dưới này. Hôm qua thì làm rồi thành khung rồi nhưng mà hôm nay vẫn phải sửa sang lại. Nó bé quá chỗ này. Đường nó rất là dốc. Nó nhỏ quá rồi không. Tất cả cái chân thành này này. Nó có vô được chân nữa. Chỉ khó tí cái chỗ rễ cây này thôi. Lúc cao cao cho vuông cái chân kia chân cho đứng cái chân đấy nhá để cho nó bám chắc. Thằng Dùng này hay nhỉ? À thằng Tú này hay nhỉ, bảo thế là thương qua gì. Xe máy nó đi điên.
Hôm qua cô gặp nó ở ngã ba dùng. Ừ. Nó đi trả tiền bia. Đồng chí kia hôm nay lại thấy. Cẩn thận cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng nhé. Lò này thì ở đây không có ông Nguyễn Phú Trọng mà là có con trai ông Đồng Văn Trọng. Cháu quà cào cái này hết quá quá ra tí để lúc xe đi, lúc đi đường bên này nhé. Okay. Cứ cố gắng làm đi nhá. Tí nữa là có điểm tâm đấy. Bằng một cái món đặc biệt. Đấy là trứng. Đấy, xa xa là bếp lửa hồng hậu cần tiếp tế ngay ở bên. Món trứng gì mà chưa gì thấy nó nổ đến đùng một cái rồi cả nhà. Xanh lè nồi luôn. Nói quả thật là hôm qua cháu Xính lọc ra có mấy quả trứng ấp dở. Cho nên là Đồng Hải bảo thôi đem ra ngoài rừng để luộc luôn. Nhưng mà liệu cái sắn lam kia có ổn không chứ em thấy là ở trên nó chả hề nóng tí nào. À thế đấy hả? Nghe là độc nhất vô nhị, nó có giống như cơm lam hôm bữa không? Để xem nào. Á chà, thế mà đang thấy sôi rồi đấy cả nhà ơi, sôi ùng ục luôn. Đấy, đang sôi ùng ục luôn. Ở trên rừng thì được gọi là dân dã, cứ thế này thôi. Cái xe thằng Hòa là kéo hết ga giống như xe tăng ấy. Tăng Cường có em Thắng, em mới sang, em mới hỗ trợ. Đấy, bây giờ đốt đằng trong đúng không?
Có hơi lên đấy không? Không có. Hơi bốc hơi lên trên rồi đấy cả nhà ơi. Chín rồi. Làm sao mà chín được? Mình cứ gọi thế. Đây, em Thắng đang đi vác nước về đây cả nhà. Đừng cho ai biết mình có trứng nhé. Đoạn dốc cuối cùng của cao tốc Đồng Hải. Đã bắt đầu trộn cối vữa đầu tiên. Chỗ nửa bao này ít xi tha nhỉ? Ít không? Đúng không? Đúng rồi. Lấy thêm cái cào đấy đi. Mình làm mình lo sợ nó ít xi, cái cháu làm không lo. Dùng nó đi làm quen rồi nó cũng biết được là được bị chuối không? Được mấy quả? Bán à? Về ăn hay là bán? Thảo hoa chuối về ăn hay bán? Thảo hoa chuối về ăn hay là bán? Rang đấy, cây rang đấy, đang làm lạt đấy. Đấy, rất hiếm rang. Xe tăng đấy, thấy chưa, xe tăng đi. Đâu, anh sợ ít xì chứ em thấy nhiều mà đúng không Dùng? Không nhiều đâu, vừa nói chung là nếu mà so với... Hôm bữa có phải là đường chưa khô cái ông này ông kéo củi không? Nhanh lắm. Làm như con sóc ấy. Con này một mình nó làm phải bằng 10 thằng phù à? Phù ấy là gì? Phù. Thằng này 10 bằng 10, 20 thằng ấy. Nó gọi là 10 đó. Thằng khu chứ, thằng khu hay thằng phù, thằng khu chứ. Phù. Ở trên người Mông không có tên khu. Chỉ có phù với phù pháo. Phù xính. Thắng này là tên người Kinh này. Tu nè, tu đó. Thả xính bán à? Thả xính hôm nay nó phải đi sang nó mở cái
cái đường ở bên kia để cho xe máy nó vào đó, nó làm đường sang nhà cho nhà nó. Cái đường từ bên Lũ Cá này còn không hả? Còn một bao xe, bao cô, gọi là bao bột đá ở lưng chừng cái dốc cái kia kìa. Chắc chạy xuống chở lên luôn á. Bao là sao mà không đi lên được. Đấy, dưới còn hai bao hay sao? Đâu, một bao thôi. Ấy luôn, cho lên xe rùa luôn. Đấy. Đấy, múc lên xe rùa luôn. Đấy, ok. Đó. Bắt đầu sao con không đi cái ủng vào? Bắt đầu mẹ. Ô. Thế này, cái chỗ này cứ bất kỳ chỗ cái đầu nào nhé. Bất kỳ chỗ đầu đoạn đường nào mình để đào hố sâu xuống tầm khoảng độ mười mấy phân. Đào ra để mình đổ thành cái có nghĩa thành cái ụ chân nó giữ nên xe đi lao vào nó không bị bong. Chứ nếu mà đổ mỏng mỏng ra thì nó sẽ bị bong. Đấy. Mặc dù một cái chỗ này là tốn hơi nhiều vữa so với chỗ khác nhưng mà nó phải như thế. Kể cả khi người ta cắt cái đường nhựa người ta làm lại người ta cũng phải làm như thế. Đây là cái mẻ bê tông đầu tiên của cái chặng đường đồi hai cây chám. Có từng tên một cơ đấy hả? Cái đồi này đồi của Xính luôn, gọi đồi Xính ấy, bởi vì Xính ngã với bao nhiêu lần ở cái chỗ đoạn lấy nước kia kia. Ngã mà thắng đi qua còn vớ được cơ mà. Vớ được Xính ngã hả? Đặt cái này nó bằng nhưng mà mở đầu bây giờ mình cũng phải cho nó rộng một tí. Vật liệu cuối cùng cả vật liệu là đã chuyển hết lên rồi đấy cả nhà. Chiều nay là tập trung vào đổ bê tông thôi. Nước thì cứ đặt xuống can đấy kia để lúc nào đầy chạy xuống lấy mà. Đây gọi là cung đường đồi hai cây chám. Đường đồi đường Xính. Đồi Xính ngã.
Và thủ công này là rất là miệt mài. Ủa, anh ơi, đấy. Em nghĩ là anh cho xe lên đi. Thì cái đường kia mà. Cái đường nào? Có đường bên cạnh, bao giờ chẳng phải có đường đi. Thằng này là chạy lên kia lấy cho anh mượn cái quà với. Quà ngay đó, ngay chỗ đằng sau thắng á. Đằng sau thắng á. Hết rồi đúng không ạ? Hết rồi. Hết, thế là cái chuyến này là chuyến cuối cùng chứ không phải hồi nãy. Hồi nãy tưởng là chuyến cuối cùng, như đây còn một bao xi cuối cùng nữa là chuyển vật liệu lên hết. Hôm qua là cô béo sẹo, nó chở. Đổ đấy, hôm qua mình phải hy sinh cái áo mưa bỏ ra đi. Che lo. Tối hôm... xem thời tiết thì là 2 ngày nữa hay mưa. Ông Hải về, ông Hải sợ mưa. Thế là lấy áo mưa ra che dưới. Sợ. Cái bao này để đâu? Để ngay đóng kìa. Cái chỗ ông Thắng có chưa? Đấy có rồi, đấy có bao rồi. Có cách lên khoảng cỡ 5-7 mét. Đấy là có một bao nữa rồi, cho bên trên tí nữa đi. Thế thì cho lên trên tí nữa. Cứ xem cho nó cách. À, chỗ ông Thắng đấy là chắc vẫn chưa đủ. Cứ bước ở chỗ góc chám đi nha. Cuối bữa thứ hai cả nhà. Rất là nhịp nhàng. Đừng có nói là tốc độ này hôm nay xong luôn nhá. Hồi sáng cô hồi sáng cô bảo mẹ dùng. Cô bảo mẹ là ngày mai phải lên để khánh thành đấy nhá. Thế mẹ bảo ngày mai xong em lên. Em lên em làm cho xong luôn. Làm xong đi thì cô chú đi, cô chú mới yên tâm. Ơ, còn cái cam nữa, nước đâu nhỉ? Đây, đang hứng dưới kìa. Cái này phải 3 can nước, hơn 3 can mới được. Chưa, từ từ. Để phải đổ nửa cái can này đi, để cầm can xuống. Cứ từ từ. Nhưng mà cái can này đang còn vướng ít nước để đảo xong đổ cái đã. Can ở đây mà. Không lưng thôi. Đấy, bây giờ đổ ra rồi mới. Bây giờ thì là cái bữa ăn dẹm buổi sáng của chú cháu Đồng Hải. Mời tất cả quý khán giả trên kênh coi như sẽ thưởng thức cái món lam đặc biệt. Lam sắn cả nhà ơi. Đấy. Ôi dồi ôi. Nói thật chứ. Ăn xong ngất luôn. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Khóc trước khi ăn. Tuyệt vời nhỉ. Phải không? Quá tuyệt vời luôn. Ở nhà mình luộc làm sao ngon này được đúng không nhỉ? Mình làm đây mà nó ngon, ngon quá. Rồi nó bở tơi. Chắc là trưa nay là mấy anh em giáo tôi đã cứ lại
bận đỡ xuất cơm. Cảm động quá. Ngon không? Giống đậu xanh không? Ngon nhưng mà thiếu nước. Nước ở đáy bác. Thế bây giờ ai ai xuống không chạy xuống đi lấy đi lấy đâu, chai nước đi. Đâu chặt ống nước cho bất ngờ nó nằm kia mà. Nó sủi luôn. Dính à cổ rồi ơi. Miệng ngon nhỉ. Quá ngon. Hoa chạy đi mua chai nước đi. Ừ. Mình uống nước lá đây được. Uống nước lá được hả? Khổ quá. Ngon thế. Mời cả nhà nhá, mời cả nhà ăn sắn lam của Đồng Hải. Nó chỉ có tuyệt vời thôi chứ không chấm hết luôn. Cái này mà có cái món chấm hết kia để mình chấm thì ngon nha. Nó giống đậu xanh quá cả nhà ơi. Nó bở quá trời bở luôn, mắc cổ luôn ấy. Mà nó đậm đà, nó không như luộc, luộc nó nhạt. Đây nhá, ở bên dưới là mình làm cái chõ xôi, bên dưới là một cái ống dài. Sau đó mình cho một ít nước ở dưới thôi. Mình đục một lỗ nhỏ để thông hơi lên. Đây là chính cách thủy. Nên từ tại đáy này lên đến trên nó đều như nhau hết. Rất đều, nó sắn nó tơi này. Dùng ơi, ngon không Dùng? À mà quên mất, xin lỗi nhá. Đây là sâm. Sâm, sâm đất. Mình sâm, mình sâm. Ôi dồi ôi, ngon quá. Ở thành phố không bao giờ được thế này. Không bao giờ có. Thành phố không bao giờ ăn. Không bao giờ có đất một đoạn tâm ở dưới này, ở dưới thành phố nó bán mấy chục nghìn rồi. Đây tâm mình đây. Đặc sản hả? Ừ. Mà mình đặc biệt mình không luộc nữa. Đấy, nhìn. Và tự nhiên đây nhá. Cứ nghĩ là hôm nay là không làm được đường, thế mà vẫn vừa sửa được đường. Vừa làm được. Tại vì ở đây là đi thời tiết nó lạnh, người ta đi làm muộn một tí thôi. Hôm nay là thiếu nhân lực, nhưng mà ở đây tập trung ở cái nhóm quan trọng nhất là hôm nay có Hòa rồi thì có Thắng. Điều đặc biệt đấy là có cháu Dùng đấy, không phải nói tôi gì nữa. Cái còn nó là phù việc đi để coi rồi để cho nó động viên đi tinh thần mọi người đấy chứ kìa. Nó quay ngang với cái xe ra đổ thì tốt, chẳng ra chứ. Thế là mình muốn để tránh là bị dính đất. Cô nghĩ là cho vào cái bao xong kéo cái bao đổ nhẹ nhàng hơn cái xe. Con cứ thử xúc vào cái bao đi, xúc vào cái bao mà như thế này này. Đây, cắt hẳn ra như thế này này, xong hai người kéo xuống đổ nhanh hơn là đổ xe rùa, mà đỡ mất công xúc lên xe rùa hơn. Đây kia lấy quà lên nữa. Đây. Lấy cái bao này này, Hòa. Đây này, cô bảo này. Dốc kéo xuống càng sướng. Đây này. Không, lấy cái bao kia, lấy cái bao xi măng đấy. Cắt ra. Xong ấy xúc lên, kéo xuống đổ. Hả? Có cái cắt đấy này. Có cả cây để móc đấy này. Thế này. Mình gọi là cho học ở đây. Chỗ này dốc lắm, đi xe rùa nó rất là cực. Thấy trên đổ trên đấy.
Thế chị Lán ăn cơm mọi người. Thắng, lên Lán ăn cơm không? Gọi điện cho nó ở nhà xem nó nấu cơm đi. Gọi điện nó có nghe máy đâu. Mà máy thì sợ xính nó cầm đi chứ. Xính đi nó ít cầm lắm. Mà thằng Pó ở nhà nó không nghe máy bao giờ. Nó đổ nước để đấy thôi, chứ để xe đấy thôi. Chạy đi lấy gì á Hòa? Kêu ông Hòa về trước đi. Về trước nấu cơm. Người như mình đây mà nó còn cảm thấy nó mệt. Rồi muộn rồi cả nhà, cho nên là kêu các cháu về trên Lán ăn cơm luôn. Còn Đồng Hải thì đang còn phải sửa sang, còn phải nắn nót một tí. Cũng phải nắn nót mà làm thế này nó mới chắc, là lúc đấy là chỉ đổ thô ra. Thì làm rất là cẩn thận. Bây giờ mất bao nhiêu công làm đường không mà để nó không chắc được thì cũng từng cái vữa mà. Bao nhiêu cái mét này nó ra ngoài. Ra ngoài thì nó sẽ bị ấy, nó sẽ bị vỡ, nó mỏng, nó phải cho thành cái gờ dày lên. Mở cái đống này, đoạn này cua rồi nó mở rộng, nó phải cao bên kia lên thì nó không trượt xe ra. Cao mới lại mở rộng cái đoạn cua này, nó dốc mà nó phải rộng 70 phân đấy. Chắc chắn rồi. Qua xính nhưng bảo mở bé quá. Hôm qua cua được 40 phân. Máy đầm chạy bằng cơm vẫn đang miệt mài lắm cả nhà ơi. Không phải miệt mài đâu, mà đang dở rồi thì cố thôi. Cũng muốn nghỉ lắm rồi. Đang dở tay rồi thì cố, xong rồi đến lúc nó cứng lại rồi. Độ liên kết nó kém đi. Nhanh chậm hơn nhau có 15-20 phút thôi. 30 phút là cùng. Các bạn ạ, bây giờ thì cũng đã là 11 rưỡi rồi. Thì nói thật sự là ở đây thì làm việc không tính giờ đâu. Bởi vì buổi sáng khi 8-9-10 giờ thì có khi mới bắt tay vào công việc ấy. Nên thôi cứ làm lúc nào mà đói thì là sẽ nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã muộn rồi, buổi sáng nay thì đội vận tải đã đi chở được hết toàn bộ xi măng, cát sỏi đi lên trên công trường đây. Chở dọc trên cái khu vực dốc này rồi. Còn sáng thì Đồng Hải chỉ sửa đường, sửa cái khu vực đoạn đường này bởi vì
Hôm trước là các cháu nó mở rất là nhỏ, mình sửa lại cho nó rộng rãi đây. Nhưng chẳng hạn những đoạn cua này là mình phải mở rộng ra tầm 70 phân để đi lại cho nó dễ. Chứ nếu không là đường dốc trơn mà cua mà mở nhỏ quá thì đi nó cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ ấy, thì Đồng Hải xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp mọi người ở công việc của buổi chiều. Buổi sáng nay thì vợ chồng Đồng Hải còn có thêm cái món đặc sản đó là sắn lam nữa kìa, rất là ngon. Chương trình sắn lam có thể còn kéo dài đến khi hết cái chương trình làm đường này nữa.